Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình đưa các bạn đi tham quan một gian hàng bán rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ lưu ngọc nghiến ạ. Vâng, ngay từ vị trí phía ngoài gian hàng, trước mặt chúng ta là một pho tượng cao 1m8. Được chạm khắc rất là tinh xảo. Kế đến chúng ta đến cả đường vân của tác phẩm này. Và bây giờ chúng ta tiến vào trong gian hàng. Ở vị trí này chúng ta tham quan một loạt những tác phẩm nhỏ được bày bán ở khu vực này. Một tác phẩm được làm rất tinh xảo. Wow, những đường chạm khắc rất là tinh xảo. Vâng, và trước mặt chúng ta tác phẩm này cao cỡ khoảng độ 1m1. Bây giờ chúng ta tiến vào phần phía trên của pho tượng. Vâng, còn đây là tổng thể của trong khu vực trưng bày của triển lãm đồ gỗ An Khê Gia Lai ạ. Vâng, thì các bạn thấy là cái tác phẩm gỗ hương loại chuyên trụ cao kia là giá 240 ạ. Còn loại gỗ chuyên trụ bằng cái cặp đôi này thì là 160. Vâng, các bạn có thể hình dung được cái đường vân của gỗ. Vâng, phía trước màn hình chúng ta là một đôi lục bình gỗ mun khá lớn. Vâng, như các bạn thấy trước mặt chúng ta đó là cặp mun hoa, theo như chủ cửa hàng nói là của Campuchia. Vâng, cặp này trị giá 160 ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo chúng ta đến một cặp lục bình. Và một cặp lục bình này khổng lồ, 260. Vâng, qua màn hình các bạn có thể nhìn được cái đường vân của tác phẩm này. Ngoài ra trong gian hàng gồm có rất nhiều những tác phẩm khác nhau. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan từng tác phẩm một. Bộ bàn ghế siêu khủng. Vâng, có tên là gỗ đỏ Pachi ạ. Vâng, một tác phẩm rất lớn được bày ở trong khu vực triển lãm này. Nào, bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng tác phẩm này. Đầu tiên cái ấn tượng nhất mình thấy một cái tay 20, tay chuẩn 20 rất là lớn, tạo lên một cảm giác vô cùng ấn tượng cho cái bộ bàn ghế này. Vâng, như các bạn thấy tác phẩm 10 món này chiếm một không gian rất là lớn. Thật sự một phòng khách thật rộng thì mới có thể trưng bày được một bộ này rất là hoành tráng. Bây giờ chúng ta tiến tới cái đoạn dài. Quân bạn đâu? Bàn ghế nó thẳng. Vâng, thưa các bạn, cái đoạn dài này là 2m65 và chiều rộng là 75. Một cái đoạn khá đồ sộ. Bây giờ chúng ta tiến tới cái bàn. Cái bàn thực tế là có ghép ạ. Vâng, một chiều là 1m28, còn chiều dài là 1m92. Ở cái vị trí này thì nó hơi ngược sáng, nó hơi bị bóng cái màn kính nên là mình quay phía dưới để các bạn hình dung được cái mặt bàn này. Vâng, thưa các bạn, với cái giá của sản phẩm này là 550 triệu ạ. Được bày bán ở khu vực triển lãm này. Thật sự là một bộ bàn ghế hoành tráng. Và thưa các bạn, đây là tổng thể của tác phẩm. Gỗ gõ Pachi ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Anh thích cái nước này là cái gì?